thụ dân bắt cam nó bán cho mấy đi đặt lọc tôm á. Mấy cái sông nước chảy rồi này kia, sông đem qua Hồng Ngự, sông Thiếp gì trong đất mình qua. Mấy cái rạch sông mà con nghi chỗ nào có tôm mình nhét đó, sáng bao nhiêu con dùng đó chạy hết. Thường rồi đó mình câu tôm bằng vừa khô mình không à. Vừa khô thì ông cò đó cũng cột dây mà dây bố mình á. Cột cũng cắn đứt dây mất ngồi hoài. Uống tôm có răng đâu cắn từ. Cái kèn nó bán nó mày. Cái càng nó kẹp hả? Kẹp đút mồi vô miệng mà à. Hai cái càng bự là anh kẹp đồ xa, đồ cứng, đồ bự. Còn hai cái càng nhỏ là anh càng bự đưa vô càng nhỏ, càng nhỏ đưa vô miệng. Có hai càng nhỏ nữa. Ông Tư, cái mấy cái con đi bè biển, con thấy mấy cái con gì mà nó đu trong đá nó cứng ngắt đó ông Tư. Đó, tao nói mày con trúc đó, nó dễ như con trúc vậy, dễ lớp vậy nè. Mấy cái con mà nó đóng vô đá mà ba lớn, món vô cái rồi kia rồi người ta thử. Cái đó con hào. Dạ, con hào hả ông Tư? Ừ. Cho ăn sống được mà. Hào thịt ngọt lắm. Ủa, ăn sống được luôn hả? Ồ, nó con chấm muối tiêu chanh mày ăn no luôn. Rồi tối mà xịn bụng luôn. Con đi ra ngoài hào nó bự như nó đóng đá á. Dạ. Có mũi dao nó khự ra cái nó lấy miếng thịt không à. Trăm mấy chục ngàn ký hồi tao qua bển á, bây giờ chắc mấy trăm mà. Con thấy nó đóng đá mà có chỗ về đó ông Tư. Đóng mấy lớp luôn. Dạ, về cui luôn. Ủa vậy rồi nó bao thịt nó vậy rồi nó ăn mà cỡ nào được ông Tư? Nước lớn cái anh mới hạ họng ra, anh hứng phù du, anh ăn phù du, ăn ba cái nhuyễn nhừ của biển đó, nước nó trôi đi đó. Là nó trôi vô cái miệng đó hả ông Tư? Ừ. Hạ họng trời xung cùng. Ừ. Anh có chất thuốc chứ. Cũng như các loại ốc mình nó có cái dòi mà muốn tay cái mình gàn. Anh lú cái dòi ra anh ăn chứ anh đâu phải ăn nguyên con đâu. Dạ. Yeah. Dòi đó. Mà mắc nhất là cái dòi đó. Kêu vậy cái là, còi ốc á. Vậy là người ta mỗi lần đi bắt là người ta đây đi theo mấy cái vách đá đó người ta khử hả ông Tư? Khử giờ hết rồi con. Con mắc. Thấy đu hết biết nhiều rồi đó. Mà nhỏ nhỏ không hả ông Tư? Ừ, mất con bự hết rồi. Đu cứng nhắc thằng nhà tôi lấy cái tay tôi gỡ không nổi. Dễ gì gỡ. Thì đó đi ba hòn nó ra đục nữa, đục đá mình đó, đục sắt mình đó, kê đục nó xuất ra mình mới gỡ chứ. Yeah, mà nó bén lắm ông Tư ơi. Bén nó đứt một cái còn hơn dao cạo mình đó. Yeah. Đá biển con đi nó trơn chứ lắm, nhất là ba hào bằng ngón tay tay lên năm ba chia nhọn quách đó. Yeah. Mình chợt một cái rồi lên cái bờ cầm máu đi, nước dò cẳng mình bị đi nước nó mềm nữa. Cái đó có khi nào mà nó lâu ngày nó ở trên bờ nó thành đá luôn không Tư? Không đâu con, nó cũng khôn lắm mày, nó đóng có sống có nước, có khô có ướt. Chứ nó không ở trên khô quá nó chết nó mới rớt ra. Vậy là nó đâu có di chuyển đi được đâu hả ông Tư? Nó đóng đó làm sao di chuyển? Đóng cái cứng ngắc luôn. Nó đóng cái là sống chết nó luôn nó đi được. Ừ. Mới qua mày khử lát mấy ký lô. Rồi năm trước năm sau qua khử tối ngày 4-5 thằng chưa được nửa ký. Ta bắt hết hả ông Tư? Ăn dữ lắm. Nó con xào cà chua mình với rau cành rồi này kia đó. Yeah. Mà thịt nó thấy con chút xíu chân hả ông Tư ơi? Đâu có mấy con bự lắm mày. Mấy con hèo đó hồi nào giờ là nó ăn không biết. Nó ngọt. Thì là bây giờ từ đây về sau hết biết luôn rồi ta. Hết biết luôn. Còn đâu nữa không biết. Giờ đi mấy vùng xa ngoài biển, ngoài đảo rồi còn. Dạ. Mấy chỗ người ta ít tới lui đó còn. Đúng. Hào nghe người ta nói là nó bán con không, mấy nhà hàng nó có bán con không ông Tư? Cái đó hào nuôi. Con bự gì nè. Là bắt con nhiều tiền. Nó nuôi trong bè đó, nó có dây nó cột hào con nó nuôi. Dạ. Nhất ngoài miền Trung.
hào mà có hào sữa hào này chứ mua nó bán đủ lại nhà mà bán con ăn biết gì cho được con mấy trăm người làm được ngộ mày ăn chục con gì nổi dạ nó ngán hay là do nó bự con đi nó bự con ăn 5-7 con no rồi yeah. Bự gì mà vậy là mấy con bự thịt nó nhiều lắm không tôi nhiều cục thịt nó 200 gram mày ăn cho 5 con là nửa ký lô thì sao mày ăn nổi dạ yeah. Ở ngoài biển có khi nào ông Tư biết được con ốc tiếng vua không? Ốc vua hay không? Ốc vua. Con ốc vua thằng ở Hòn Đất nó hứa nó kiếm cho ông này mà ông cũng chưa biết nó. Ốc vua. À, chưa biết luôn hả? Ừ, cái tên gì ngon. Vua rồi. Dưới con ốc làm còi thổi này cũng vậy nữa, cũng hiếm có. Vì mấy người đi biển được người ta để dành hết mấy con ốc vỏ đẹp ta đâu bán. Ốc vua cái nó gan sao ông Tư biết không? Tao cũng chưa biết. Nghe tên chứ chưa thấy. Thì cái thằng ở Hòn Đất nó cào đôi đó, nó nói con cào được hoài để bữa nào con cào được con cho ông Tư, chứ còn ghe khác nó cào được tài công lấy trên. Vị này ghe nhà của nó tài công luôn. Rồi nó lấy nhiều là làm gì ông Tư? Rồi một cái vỏ gì 500-700 ngàn. Dạ, nó mắc bởi vì nó lấy hết hả? Ừ. Nó phải rẻ đâu. Nên nó bán cho người ta trưng cho đẹp chơi vậy không? Trưng cho đẹp chứ người ta mặn này kia ốc vua trưng. Cái tên người ta cũng độc đáo, ốc vua. Nó nói thì tao cũng chưa biết ốc vua nữa. Vua có loại ốc. Ngoài biển biết bao nhiêu loại ốc nữa hả ông Tư? Mấy trăm thứ ốc. Đồng mình có ốc bu, ốc lát với ốc quắn, ốc này kia thôi, chứ còn biển thì thôi, ốc không biết đường đâu đếm. Dạ. Bởi tao đi theo mé biển, tao lượm bọc, đem về bên đây. Cảnh đốt tao hết mấy bọc, tao tự quá, tự. Có con nào mà, con ốc nào mà mình ôm không nổi luôn không ông Tư? Có, ốc tai tượng con ôm gì nổi. Ồ, vậy là thịt dữ lắm. Một miếng nó bằng cái lòng bàn đó, một miếng một con cái sức mày xách mới nổi với tao xách cũng không nổi. Vậy là 40-50 kg. Thịt dữ lắm nhiều luôn không tôi. Nói về thịt rồi. Vậy con nó ăn cỡ hai gia đình đó không tôi chứ. Ba gia đình con ăn chưa hết. Còn nó không? Có cái còi nó ngon nhất à, còn thịt nó con ăn dây nhách với thịt trâu. Không ngọt là vậy chứ không? Cũng ngọt nhờ gia vị mình xào nấu rồi này kia bổi rồi đó. Con ốc gì đâu mà ăn tới ba gia đình không hết. Ba bốn gia đình ốc đó, mấy cái vỏ ốc ở trong không để đó. Một cái vỏ mày ăn một gia đình mày một con mày ăn cho hết. Nội con ốc cái vỏ nó cơm chừng 300 gram, thịt nó trong mấy ký lô. Ở ngoài biển nó có loại ốc ma giống như trong mình không Tư? Có, nhưng biết gì. Trên bờ, trên hòn á. Mấy nó bắt, một đêm nó bắt cả thùng như vậy nó luộc. Nó luộc rồi nó cũng cắt cái đầu cứng nó ăn không mà cái ruột cũng bỏ. Ốc ma nó ăn dơ, cứ đá gì cũng ăn. Như mấy cái con ốc mà mưa xuống nó bò có hay đâu lên ở ốc, mình nè ông Tư? Ốc bà chặn, ốc ma đó. Dạ. Nghe nói ở miền Trà Vinh với Bạc Liêu với ốc nó mấy trăm ngàn ký. Nghe sao mắc chữ không Tư? Nó cầu tôm. Thôi rồi. Con ốc thì nó cắt 3-4 khúc ra, nó lấy dây chuyền xỏ trong bị nước ngăn đây nè, tối nó mang đèn nó lành bằng giò. Có nó mới lớn à. Rồi thấy mắt đỏ nó úp xuống. Tôm nước ngọt mình cùng tay. Tôm càng mình nữa. Tao đâu biết. Tao ở ốc trên tao mày bắt một lát. Cầu xe tải mày chở. Tao ở dưới này kiếm một ký mấy trăm ngàn. Không có nữa. Biển bắt hết, riết là diệt chủng. Quá, người nào cũng bằng được tôm. Đêm hai ký tôm con thấy được 400-500 ngàn rồi. Thành ra một ký ốc này mày bắt cả chục ký tôm mày lời rỗng khẩm nữa. Con nghe nói mấy ổng là cái con ốc đó nó có trị bệnh nữa đó, tôi có không tôi? Nó nói ốc hương, ốc đồ trị bệnh gì mà nó nhớt cái gốm.
Ủa mà cái con tôm nó chỉ thích ăn ốc ma nó thôi hả ông Tư? Xong rồi mùi vị nó mê vậy đó mày. Sao người ta đặt tên ốc ma ông Tư? Ai biết đâu, ốc bà Trần rồi ốc Trần. ma. Chắc có nghĩa là nó xuất hiện vào ban đêm không á, thành ra nó kêu nó ốc ma, chứ ban Như là ngày nó đâu có thấy bò nó. ghê, nó bò lên góc cột nhà luôn nữa. Đây nhóc rồi nên tôi bắt con bự bự dục của mình. Mà cái vỏ nó bỏ dẹt không Tư ơi, dễ bể lắm. Đâu có, con ốc kia con lấy đồ quết vô bể, con ốc cái tròn bự vậy nè, ốc bà Trần. Cái đó người ta nó giống như là người ta gài tôm chứ đâu phải người ta câu không Tư, tại đâu có cái lưỡi câu đâu mà câu. Đâu có lưỡi câu, nó nhờ dây chì khúc gì nè, cái nó xỏ chính giữa con ốc ấy, nó quéo cái đầu lại, nó gài đừng cho con tôm nó ăn ruột á, rồi nó còn như dây gân nhỏ gì nó có cái phao trên, tao đi theo chuồng nữa. Nó nghe không phải mỗi miếng mỗi con, nó nói có mùa. Có mùa là thả 100 cục gì đó, 100 con tôm, Trời. 100 con tôm mấy kilo rồi. Rồi có mùa nó không có. Họ lấy giờ họ xúc lên hay sao không Tư? Nôm. Nôm hả? Cái nôm như Ôi nôm cá mình nhỏ xíu vậy ôi. nè. Nó bị con rọi đèn mắt ảnh đỏ lòm mà mắt tôm á. Về mấy chỗ câu đó cạn hả không Tư? Cạn nước dưới đầu gối mình chút à. Nó thọc giò nó lành với xịn đi rồi nó cột lên cây dừa nước cây này kia vậy đó, nó thả phao mấy chỗ không có cây nó thả phao. Ông Tư ở nhà đây con giấy lát con về con nấu cháo tôm cho ông ăn, cháo tôm cháo tôm nấu với dừa mày ăn còn gì chịu nổi. Dùng dừa dưới nó rẻ 3-4 ngàn chục dừa khô à. Thôi. Nấu rồi cháo dừa mày hút nó béo tới đó ấp o rồi tôm nó chấm muối tiêu chanh nữa béo tới chỉ nó thánh linh gạch khúc rồi gạch tôm nó quậy ra con dòm con đâu biết cháo tôm mày dòm tưởng ngồi nồi kari cao cấp không nó gu không. Vậy là con tôm nó háo ăn lắm đó, không từ khi mình đi tới mà mình ôm được nó không bỏ cái miếng ốc nói với con cam mà dùng mình đây ít ở vùng mình có con quýt không à, con cam nó ở bên vùng bên Châu Đốc rồi ra ngoài ra Hồng Ngự rồi nhiều, con cam nó cũng tròn mà lớn vậy nè, mà nó là đặt lọt tôm là mồi thuốc. Một con cam vậy có thể con để trong cái lọt được 4-5 tôm, 1 ký tôm. Vậy là con cái mùi nó khiến cho tôm lại hả ông Tư? Cái mùi con cam đó. Trời ơi. Con đó một lần con biết rồi bây giờ đâu còn nữa. Nó không phải như dài như quýt mình, nó là hình tròn. Nó cũng xanh lè như quýt mình vậy. Con cam nó hơi to hơn mà nó đẻ trứng rồi chứ. Phải bắt cảnh xong ấy, hái cái lá mè nước mình bỏ vô hũ cho 2-3 ngày sau là anh đẻ. Lá ăn lá mè nước rồi. Cái đó con quýt. Đẻ trứng tròn 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 trắng tư. Thôi vậy mà nó cũng làm thuốc dụ tôm nữa hay đó. Ở bên đó nó bán mười mấy 20 ngàn con cam vậy đó. Trang đó. Ban đêm nó có cái vợt nó tra luôn cây tầm dông dài nó rọi đèn gập nó úp. Tụi dân bắt cam nó bán cho mấy đi đặt lọc tôm á. Mấy cái sông nước chảy rồi này kia sông đem qua Hồng Ngự sông Thiếp gì trong đất mình quá mấy cái rạch sông mà con nghi chỗ nào có tôm mình nhét đó, sáng bao nhiêu con dùng đó chạy hết. Mấy cái con cam nó là mồi hả ông Tư? Nó bỏ vô tỏ ra lọc luôn cái mùi hả? Bỏ sao nguyên con vô lọc để sống hay là mình đặt để sống luôn, mày nhận nước chút chết rồi dầm rồi sống ở côn rồi nó chết nó mới bác cái mùi đó ra. Chắc nó có cái mùi gì đó mới khiến cơm nó thích như vậy. Thường rồi đó mình câu tôm mình bằng dừa khô mình không à, dừa khô ông cò nó cũng cột dây mà dây bố mình á, cột ổng cắn đứt dây mất mồi hoài. Con tôm có ăn đâu cắn không được. Cái kèn, kèn nó bán nó mày. Cái kèn nó phải kẹp. Thế hả? Kẹp đút mồi vô miệng mà. À. Hai cái càng bự là anh kẹp đồ xa, đồ cứng, đồ bự.
Còn hai càng nhỏ trong anh càng bự đưa vô càng nhỏ, càng nhỏ đưa vô miệng. Có hai càng nhỏ nữa. Xác mình. Càng nhỏ bằng cái giò anh đi. Tôm cá hồi xưa làm gì cho hết con cháu. Ở hồi xưa mày nói vụ mày được 5.000 bạc, 5 đồng thôi. Quý quý hơn bây giờ 5 triệu bây giờ. 5 đồng bạc hồi xưa đó, 3 thằng mình ăn 10 ngày chưa hết. Còn giờ 5 triệu giờ thì 3 thằng mình đi vô nhà hàng ăn không nói. Tiền xưa quý. Nhờ tiền mất giá trị. Thời ông Tư còn xài mấy cái như đồng cắt, lê xu rồi. Còn thời của con thì hết rồi. Thời con là xài tới 200 rồi. Nâng cấp lên đâu tới 200 lần. Đâu có, tao còn xài năm cắt nửa xu mà. Dạ, năm cắt nửa xu. Tiền rồi, tiền của Bảo Đại rồi đó. Xé làm hai ra đồng, con mua năm cắt xé cái rột. Đưa người ta ăn khúc, mịn khúc. Xé. Mời lại mua nữa. Xé được luôn hả ông Tư? Xé, tiền xé hai. Dạ. 10 đồng rồi con mua gì 5 đồng nó xé đưa người ta ăn khúc, mịn khúc. Rồi có khi nào xé thêm lần nữa để hai để nó không để có nữa, xé không? Làm hai nữa là không ai mà xài. À. Chỉ đồng tiền dài về con xếp ngay giữa con xé làm hai, còn số hai đầu á. À. Ý chứ không phải là có tấm tiền 5 đồng để thồi hả ông Tư? Không. Nói tiền thồi hiếm. Ngộ. Thời năm chắc cũng chơi chắc cũng hết rồi. Hết xài đồng tiền đó. Rồi đó, rồi năm không biết có xài năm cắt có ba cô không? Dạ không, có... Cũng ôn nhiệm rồi đó, lần thao mình. Dạ. In ba cô Nam Trung Bắc của tiền ôn nhiệm đó. Con biết cái tiền mà một đồng nhôm hồi xưa đó, ưa thảy đáo, thảy lỗ rồi này kia á. Đồng nhôm đó ông Tư. Còn cái đồng tiền bông lúa là thời nào, thời sau nữa không Tư? Của ngôn diễm. À, cái đồng đó con thấy, con có thấy. Hồi trước Bảo Đại cũng có đồng bằng sắt, một đồng bự như này. Hồi đó xài tiền đồng tiền nhôm đó, cái lâu lâu cái mấy ông chơi cắt cớ lấy cái lóng mía ông Tư. Cái lấy giấy báo quấn lại cái liệng người lộ, người ta nói đi ngang, người ta tưởng tiền rồi đó. Lụm lên mở ra lóng mía. Cọc cọc vậy đó. Đồng tiền nhôm bây giờ mất tiêu luôn, không còn. Đâu có ai xài. Có đồng một à? Qua thời gian bỏ. Có nhà con bây giờ còn một cái đồng tiền của thời Vua Minh Mạng. Có đồng bạc cái thiệt á, bạc xưa hình con cò đó. Bạc đó mới tốt. Cái đó bằng bạc luôn hả ông? Bằng bạc thiệt đó. Cái đó con biết, cái đó con có thấy một lần. Nhỏ xíu rồi, nó đang bự đó. Đâu có đồng bạc bự rồi con. Tao còn đồng mà cái hình của Pháp. Dạ. Cái hình đầu người bới tóc á. Mà lần có thấy mà bây giờ hầu như mất luôn rồi. Tại ở nhà mà lần cũng có sưu tầm một số cái mẫu đồng tiền xưa á. Tiền Việt Nam mình biết, qua biết bao nhiêu thời kỳ đó. Tao còn đồng tiền mấy trăm mười gram là đồng tiền xưa, đồng tiền điếu á, lỗ vuông á. Lỗ vuông là của Bảo Đại đó không được. Minh Mạng thử. Ý lộn Minh Mạng, con lộn quá lộn. Dạ đồng. Dạ, bự vậy nè, bằng đồng. Thao mình đồng đâu. Đồng tiền cầm đi đâu mua đồ cầm không nổi. Cái đồng tiền đó hồi xưa ông nội nói là mấy ông quan á phát cho quan cẩn thận được. Còn mấy ông quan bự đồng tiền 700 gram đâu. Chứ dân không có xài tiền đó hả? Mày xách đồng tiền đó mày đi hết trong nước chưa có ai bán mày gì. Đâu có gì đồng thối vậy đâu. Tiền đâu còn thối. Với đồng tiền ngặt cái nó không để bao nhiêu đồng hết á. Ngộ. Có hình này hình kia ngoài chính giữa để hình vuông đó rồi. Rồi làm sao có hình giá trị? Bốn chữ anh Nam bốn góc à, chính giữa cái lỗ vuông. Sao biết cái giá trị của đồng tiền lớn nhỏ không Tư? Thì bởi vì ông nội nói hồi xưa cái đồng tiền nó để phát cho quan không. Yeah. Ông quan cấp nào nhà vua cấp cho ông đồng tiền đó. Đó là thời Vua Minh Mạng. Cũng như thay vì cái giấy thế thân mình giờ. Yeah. Nhưng mà bây giờ để kiếm đồng tiền thật như xưa hiếm lắm. Bây giờ hầu như họ giả nên thứ đó cũng rất là nhiều luôn. Bây giờ bạc giả nhiều. Yeah. Tập Cận Bình nó gọi là giả cổ đó. Tập Cận Bình.
Tại nhà con có 1 đồng vậy con mới biết, chứ con không có con cũng không biết. Có hồi đó ông nội có 4 đồng. Bây giờ anh ta còn mấy đồng nữa, nhỏ. Mấy trăm gram, ông nội nó hồi đó có 4 đồng, 700 gram, không biết ông cho ai mất tiêu. Hồi đó mình đâu cần đồng tiền đó, cái mấy chỉ vàng đó. Cái đó bây giờ quý lắm. Thì hồi xưa đâu có phân kim như kỹ đâu. Dạ. Nó về nó phân kim ra. Đồng tiền nó không ten đâu mày. Dạ đúng rồi, ông Tư nói đúng. Tới giờ ở nhà con thằng em mới để mà bình thường không có gì. Thì đồng với vàng trống nhiều, thành ra nó không có ten. Không xuống màu mà một màu một vậy đó. Cũng như cái đồ đâm thuốc cổ của tao đó mày, gõ cái nó kêu cái tiếng khác hơn cái đồ đâm thuốc mới giờ. Dạ. Cũng đồng thao vậy mà gõ tiếng kêu khác. Mà nó nặng hơn. Nó dày, nó nặng gấp 10 lần cái cối bây giờ. Trong cái cối cũ từ xưa có cái cối vàng, nếu phân ra có. Chắc ăn nhóc. Cái đó là vàng nhiều lắm. Dạ. Bởi trước ông bà mình không đổ bằng thủ công, cũng không dùi cái lỗ đất gò mối á. Dạ. Ông đục cũng choi theo cái hình cối đó rồi ông mới nấu đồng cho chảy rồi ông đổ xuống. Dạ. Không, bây giờ mình nấu lại mình phân ra đi tôi con được mấy chỉ phải không đi? Không. Rồi cái đó là cả cây giống. Để gì làm đồ cổ coi coi. Cái đó cả cây. Cái cối này tính ra cái thằng mà nó tặng cho ông Tư đó, nó nói là mấy đời đời ông cố nó, thầy thuốc, rồi tới đời ông nội nó, rồi tới đời cha nó, ba đời chết, tới đời nó là đời thứ tư. Như là từ có từ bắt đầu ông cố nội của ông đó. Ừ, mâm thao, nồi đồng gì nó của ông nội nó nhiều lắm, mẹ nó bán mâm thao, bán giấc mũ hết rồi. Ồ, mấy cái đồ đó bây giờ còn xài biết chừng nào mà hư cái nói. Cái bên ông ngoại vợ của ông Cành, còn ông ngoại ruột nó còn, ông già của bà Tư mày còn cái chảo. Dạ. Giờ cậu Tư nó còn giữ, mày nấu cái chảo vàng nín như tốt hơn vàng 18 lần vậy. Thôi ơi. Chảo nó bao nhiêu? Đồ nó nguyên chất. Đâu phải như bây giờ khoe cùng lưng. Cái đó cũng bao bốn đời rồi. Sao con thích đồ xưa quá ông Tư, đồ xưa cái gì cũng tốt chân ông Tư. Hồi xưa đâu con người không văn minh, con người sưu tầm được cái gì người ta làm nó chất lượng hơn. Còn bây giờ đời văn minh nó làm giả dối hơn. Nó biết làm sao nó mau hư nó bán nữa. Còn hồi xưa người ta làm cho con xài mấy đời người. Yeah. Mấy đời là đúng đó. Bây giờ trở lại cảnh cũ như ngày xưa yên bình lắm hay không được. Nói gì? Như một cái nồi ngày xưa có cái nồi số 10 á, mà xài gia đình luôn xài tới bây giờ là mấy chục năm, từ thời mẹ con còn mày bé biết tới giờ. Cái nồi đồng không? Nồi đồng con chưa thấy. Cái nồi đồng cái đít nó bùng ra thì nó có cái eo. Dạ. Ngay chỗ cái eo nó có hai quai hai bên, rồi cái lên nắp khúc gì nè. Nó có nắp đầy. Cái nồi đó con thấy trên mạng thôi chứ thật sự nhà con chưa có nha con, không thấy. Nồi đồng. Người mâm đồng, mâm nó có ba cái chân nữa. Cái bộ lư của ông ngoại vợ tao tới giờ còn, ông còn để thờ. Dạ. Chùi cái con xài 5 năm chưa có đóng gì. Thay vì đồng bộ lư sau này hình con lân, còn bộ lư đó ở 4 cái giò cũng 4 gốc tre thôi. Trên cái nắp chỗ con lân ngồi đó cũng cái gốc tre. 1721 mà gốc tre 821 chứ. Gốc tre không một phải không Tư? Gốc tre bằng đồng. Gì thế chứ không phải gốc tre. Không phải. Bộ lư thật mà. Nguyên cái bộ lư vậy đó mà bằng cái hình gốc tre. Dạ. Thành cái hình dạng như gốc tre. Ừ, của mình bên hông thì có ba trái đào. Dạ. Ủa trái đào chứ mấy cái cật hả ông Tư? Đào với cật gì? Đào đó chùm lên. Vậy mà trước giờ cũng nhìn tôi nói trái cật không à? Chùm đào ở trên thì cũng lên. Bộ lư là chùm đào không à? Vậy hả? Chèn ừ. Thôi, vậy mà xưa giờ nói trái cật. Đào đó đào 3.000 năm mới nở trái lần. Không, cái đó lại nó thật luôn, con nó thật rồi. Đó giờ nói trái cật không à, con nói trái đào. Trái cật ở đâu trên bộ lư? Nói trái cật đâu, ai treo bộ lư, tại nhà có bộ lư. Một đùm ba trái. Đùm dạ, dạ đúng rồi. Hai bên. Còn ở trên thì như có con lân. Lân. Kỳ lân.
con lân mà gặp con lân ngậm trái châu á, hồi đó nó con lân nó con bán cái con cắt được nhà lầu, cái năm mình nó sinh số nhiều trên núi dài vậy. Là sao không được? Con lân mà trên bộ lư đồng có trái châu á, con lân nó cũng sản xuất năm 720-21 gì. Tức là cái độ cổ. Lân cổ. Rồi mấy thằng cầu số này lên núi dài đó, cầu cái miễu nào trên núi dài cầu sinh số. Tao có cho tiền lần đi về tiền xe. Thua hết tiền. Thua hết tiền. Quýnh số đuôi này nè. Đồng Tháp lên ba thằng. Con nghe người ta nói mấy con lân mà dí dòng phải á, thì mình thờ ở nhà, còn dí dòng trái là mình để vô đình chùa rồi hả ông Tư? Không biết, không để ý cái đó con. Con lân nó ngó bên trái, ở trong đình. Ngó trái. Con lân mà ngậm trái châu đó là bộ lư cổ đó. Dạ. Cũng ngoại vợ tao chỉnh gốc tre không à. 1821.